bon. Đây là bụt bon với bùn bon nè. Ăn cái cho chua hơn ngọt. Tới rồi Năm ơi, dán chút xíu nữa tới rồi Năm ơi. Còn có đỉnh đỉnh nữa hả? Bên đây có chai đẹp nè Năm ơi. Chai đẹp nè. Có chai đẹp nè Năm ơi. Cái sầu riêng mà nó lặt cho mụn trái cũng đỡ. Rồi lát lặt, lặt là ra căng ký thôi chứ gì đâu. Hả? Ở đây sao chơi bằng cái cây này không hả? Chứ không có hái cái lồng cái gì hả? Chị ba này bông bông thường á chị ba. Hai kiểu như vậy hả? Em hai kiểu mà. Một cây mà có một cái. Đây nè, có nè. Rồi em lộn. Đây có một trái. Rồi với hồi em lộn mà. Cái gì? Cái bà bon. Cái bà đi sao? Bà có bà có đứa gái còn ở không à? Bà Năm á, cái bà mà khỏe nhất trong đoàn á, à, bà Năm à. Trời, mày gặp đứa gái mày có nước mà chảy nước miếng. Chảy nước miếng luôn hả? Ừ. Trời đất ơi, có lý rồi, cái này ráng lo bà Năm mới được. Trời, đứa... Nè lát cho hình mày coi luôn nè, mày ghen. Trời, okay.